Mến chào quý bà con đã ghé thăm kênh LTK Bonsai, kênh giao lưu cây kiểng trên toàn quốc ha. Thì đến với dự kiểng Thúy An của em ngày hôm nay, xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số bonsai mini và một số cây bằng lăng rừng như mai chứa thủy, linh sam, me, siro và một số cây nu gò công nha cô chú anh chị. Mã 1E đầu tiên thì em giao lưu với tất cả bà con mình, đây là cây mai chứa thủy da đen lá trung. Và mọi thông số chi tiết thì mong bà con mình lưu ý nhớ giúp em ha. Chiều cao này em đo từ đây tới mặt chậu là 63. Thì số điện thoại của em có ghim trên tiêu đề là 0939 700449 nha cô chú anh chị. Tổng cây tán phun tàn em đo là 63. Em xin nhắc lại, cây này là mai chiếu thủy da đen lá trung nha. Hàng này không có nhiều cho nên giá thành của nó sẽ hơi cao ha. Tiền nào thì của nấy nha cô chú anh chị. Cây đại trà thì giá thành của nó sẽ thấp ha. Cốt cành quải nhạo hết rồi nha. Em đo tổng ở đây là 43. Trên đây tí xíu ha. 34. Cốt lớn và cốt chuẩn hết trơn rồi nghe cô chú anh chị. 1E nha. Clip em được phát lúc 12 giờ trưa hàng ngày nghe cô chú anh chị. Dạ. Này nó già quá già nha. Hiện tại cây này cũng không có cái lỗi gì to tát ha. 1E giao lưu 3.500.000 đồng, không bao gồm chậu nha. Thì tất hàng, cả hàng cây cảnh đi tụi em đều bao phí ship. Và đi em cũng đắp thêm giá thể cho cây nó khỏe trong suốt quá trình vận chuyển nha cô chú anh chị. Mã số 2E, hàng mai chiếu thủy trung nu nguyên thủy dạng cụm rừng ha. Tổng chiều cao là 97. Hàng này bầu ăn kính hết rồi ha. Có gì về sang chậu thì lấy cái bỏ cái bầu bớt, thêm giá thể mới cho cây nó có chất dinh dưỡng tốt ha. 83 tổng tán ngang nha. Chỗ lớn nhất ha. Dạ em đo chỗ lớn nhất thôi à. Có chỗ nào không rõ thì bà con mình liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho cô chú anh chị mình nha. Đây em đo tổng cái như thế này nha. Tổng như thế này là 47. Bệ đế cũng khá liền nhau ha. Đó. Mã số 2E. Trọn bộ bao phí ship luôn ha, tận nơi cho bà con mình 1.800.000 đồng. Số điện thoại của em để dưới tiêu đề là 0939 700449. Bà con mình coi clip thấy giá hợp lý, chuẩn hình ảnh rõ nét, bà con nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ tiếp ha. Mã này mã 3E, cũng là mai chiếu thủy dòng trung nu nguyên thủy nha. 86 là tổng chiều cao. Tổng ngang em đo là 77. Hàng cây cảnh khi vận chuyển đến nơi thì có thể vàng và rụng lá một mớ nha cô chú anh chị. Nhưng đối với cây thuần chậu thì không đáng kể ha. Bà con nuôi lại cũng khá là nhanh, cây mau phục hồi sức lắm ha. 2, 4, 6, 8 thân nha. Em đo tổng như thế này nghe cô chú anh chị. 49. Một thân đại diện em đo cây này nha. 14 nha. Thân cho nu khá lớn ha. Dòng mai chiếu thủy trung nu 3E. Bao trọn bộ phí ship, cây này có giá là 1.500.000 đồng tận nơi. Mã số 4E. Mai chiếu thủy mini. Cũng là dòng trung nu luôn. Và giá cây này là 600.000 đồng nha. Chiều cao là 48. Tổng ở chỗ lớn nhất là 55 tán ngang. Này bà con mình muốn xiên hoa thì cuôn tàn lại bớt ha. Xong cây nó cho ra lọc non và kèm theo hoa luôn nha cô chú anh chị. Những cây này cũng khá là già cho nên tình trạng hoa cây nở rất là xiên ha. 10 là tổng quỳnh thân đại diện nha. Này gồm 3 thân. Ở này em tính 500 cho cô chú anh chị mình thôi ha. Còn có một cây loại mini này thôi, 500.000 đồng mã số 4E tận nơi. Mã số 5E, mai chiếu thủy trung nu gò công hàng sắp đế. Bài về bà con mình demo sang cái chậu nhỏ nhỏ ha, cây nó sẽ tăng giá trị và thẩm mỹ lên rất nhiều nha. Do vận chuyển nên tụi em hạn chế phụ để chậu cho cô chú anh chị mình ha. Chiều cao là 32.
tổng ngang là 43. Dòng này thì chi tán người ta chỉnh sửa cho uống với kẽm hết rồi nha. Chia cũng đều rồi ha. Về bà con mình thấy chỗ nào không ưng thì cứ chỉnh sửa theo ý thích của mình ha. 11 là hoành thân chỗ eo em đo nha. Còn đế tròn đều khoảng gang tay em ha. Đó. Chi tay ấm ha. Rồi, cái này em giao lưu với bà con mình tận nơi có giá là 1.100.000 đồng, bao trọn bộ phí ship cho mã 5E. Mã số 6E. Cái này dán hơi bay, dán cái này 1.200.000 đồng tận nơi. Cũng là nu gò công nha cô chú anh chị. Hàng lùng lực 40 tổng tán ngang. Chiều cao là 19. Mặt cắt cây đã xử lý liền lạc hết trơn rồi ha. Đó. Mặt cắt liền lại trơn. Đây nữa nè. Kéo lại liền. Em đo thân nha. Thân như thế này tổng là 17. Đế cây này bà con mình về moi thêm cũng được ha. Trồng cũng khá là lâu nên nó liếp đế rồi. Quá thấp rồi. Cái này lùng quá lùng lực rồi. 6E 1.200.000 tận nơi. Không bao gồm chậu nha cô chú anh chị. Rồi đây là trung nu mai chiếu thủy nha. Cây này thì giá 400.000 đồng cho mã số 7E. Chiều cao là 23. Tổng ngang là 35. Em về nhiều kích cỡ nhiều giá cả cho bà con mình dễ lựa chọn ha. Rồi tổng hoành thân là 9. Cây hiện tại thuần chậu sống khỏe nha cô chú anh chị. Rồi cây này bạn 7E 400.000 đồng tận nơi. Số điện thoại liên hệ của em và Zalo luôn là 0939700449 nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là giá 400.000 đồng cho mã số 8E. 23 là tổng tán ngang. Ủa cao chứ, tán ngang là 34. Bà con mình về làm cây lại cho đẹp hoàn chỉnh ha. Vô cái chậu nhỏ nhỏ demo cho cây nó thẩm mỹ lên. 11 là tổng hoành thân của cây nha. 400. Dạ 400.000 đồng bao phí ship ha. Mai chiếu thủy dòng trung nu. 9E, đây là linh sam lá rí nha cô chú anh chị. Hiện tại cây này đang chuẩn bị cho hoa nha. Tổng tán như thế này là 75. Tổng chiều cao em đo là 50. Hàng này mới làm lá lại nha cô chú anh chị. Một bệ đế chia lên gần 4 thân ha. Rồi 30 là tổng hoành thân em đo tại vị trí này ha. Cái này là liền với nhau nha cô chú anh chị. Mã số 9 nè. Em gửi đi luôn cái chậu trái bần này thì có mẹ bể, mong cô chú anh chị mình thông cảm ha. Tại nó cứng ở trong đây quá rồi. 1.500.000 đồng sam lá rí mã số 9E. Mã số 10E. Dòng linh sam siêu bông. Dòng này đang mang một cái vàng nụ khá là nhiều nha cô chú anh chị. Cao là 48. Tàn nấm ha. Tán là 60. Phơm tàn ấm chuẩn nha. Siêu bông. Dạ siêu bông. Đang nụ rất là nhiều nha. Đây. Đó. Một chột hoa nhóc hết trơn luôn nha. Cây cũng có đế thân co lắc ha. Phơm tán đẹp nha cô chú anh chị. Quanh thân là 14. Đế tổng là 34. Chậu này thì em ship đi luôn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Với chậu này là chậu Viên Hòa Đồng Nai mới nha cô chú anh chị. Cây thì liền lạc không một thẹo bất cứ chỗ nào ha. Mã số 10E. Em bao gồm luôn chậu Đồng Nai mới này có giá là 1.600.000 đồng. 10E. Giao lưu toàn quốc nha. Và vận chuyển thì có thể bị vàng và rụng lá, những lá già nha cô chú anh chị. Cây này thì nụ lên cực kỳ nhiều rồi ha. Chiều cao em đo cho bà con mình là 46.
tổng tán như thế này 63. Một cặp với cây kia ha. Ai lấy một cặp thì bên em sẽ giảm giá lại cho cô chú anh chị mình. Rất là xiên hoa nha cô chú anh chị. Siêu bông. Đang là nụ. Đúng rồi. Nguyên một vàng nụ này nè. Một chuỗi hoa của nó rất là lớn nha. Rồi. Đó. Quanh thân cây này em báo cho bà con mình tham khảo 13. Đế cây tổng em đo là 30. Thân co lắc cực quái ha. Đây. Chậu luôn. Dạ chậu luôn, chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha. Rồi lắc nửa vòng rồi bạn. Để xuống đây. Đó. Siêu bông nha cô chú anh chị. Rồi. Linh sam này rất là dễ để bông, hoa cũng cho lưu liên ha. Mã số 11E, đồng giá là 1.600.000 đồng tận nơi. Chậu luôn ha. Dạ, chậu luôn, chậu Biên Hòa Đồng Nai mới. Rồi cây này là cây đao điểm. Đao điểm này được cái là ít gai và hoa nở rộ nha. Và có phần nhỏ hơn song hinh hoặc là siêu bông ha. 64 là tổng tán ngang. Chiều cao lên là 36. Đao điểm nha cô chú anh chị. Xử lý bông thì cũng như các loại linh sam khác ha. Quanh thân em đo tại đây 15, 14 nha. Còn đế thì là 29. Cây này đế cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Thân thì cũng ok rồi ha. Mã số 12A, 1 triệu đồng tận nơi cho cô chú anh chị mình ha. Cần giao lưu nha. Số điện thoại của em là 0939700449 nha cô chú anh chị. Đây là cây ổi tàu bonsai. Ổi này em gửi đi không bao gồm chậu ha. Cây đang hoa đang trái nha. 63 tổng tán dài. 27 là tổng chiều cao. Bà con mình mua hàng qua YouTube lưu ý nhớ kích thước nha. Để biết được độ lớn của cây nha cô chú anh chị. Khi mà gửi cây về thì đối với cái ổi này thì có thể vàng và rụng lá ha. Trái lớn có thể là bằng đầu ngón chân mình nha. Khi chín thì có mùi thơm nhẹ nha cô chú anh chị. Quanh thân của cây là 17. Lọc non cho ra kẹt lá nhóc hết trơn rồi ha. Những lá này khi vận chuyển hầm có thể rụng nha. Nhắc lại ha. 13E, 1.300.000 đồng tận nơi không bao gồm chậu ha. Tiến hành bó bầu vận chuyển đi. Và tất cả cây tụi em đều đắp thêm giá thể cho cây nó tốt nha. 14E, me chua miền Tây, me này đã có tầm 2 đợt trái đổ lên rồi ha. Ở 2 đợt trái đổ xuống chứ. 40 tổng tán. Chiều cao là 27. À có 1 2 đợt rồi ha. Dạ đúng rồi, hàng này hàng sắp đế. Ô hàng này hàng sửa đế từ nhỏ nha. Đó, quấn đế cực kỳ đã ha. Đó, 15. Uống thân từ nhỏ nha cô chú anh chị. Tổng cũ này là 38. Hàng này về bà con mình khai thác thêm được tí xíu nữa ha. Rồi từ từ mình khai thác thêm. Cây tụi em đi ra quay sao thì đi gan vậy ha. Cho cây nó khỏe. Rồi cây này giá giao lưu là 1 triệu đồng toàn quốc nha cô chú anh chị. 14E, 15E. Cũ nào cũng dáng rất là quái ha. Tổng tán ngang là 52. Chiều cao của cây là 30. Uống thân uống đế từ nhỏ nha. Đây. 14 là tổng chỗ đây em đo. Còn chỗ này ha là 39. Me chua miền Tây nha cô chú anh chị. Đây có dây kẽm nè, uống thân nè. Bà con mình về tìm cách rút ra giùm em nha. Rồi cây này giá giao lưu đến tận tay bà con mình giá 1 triệu đồng luôn toàn quốc ha. Cây mã số 16E. Cây này giá giao lưu 1.200.000 đồng. Tổng tán em đo là 64. Chiều cao cây là 28. Cái này bổ sung thêm mới thêm một nước dây kẽm ha. Me thì vận chuyển hơi dễ rụng lá nha cô chú anh chị. Thân khá là lớn nha. 16 ha là thân. Tổng đế quấn dưới đây là 31.
Me này đủ sức là sẽ cho trái nha cô chú anh chị. 1.200.000 đồng ship tận nơi. Cây dáng cực kỳ quái ha. Cây siro mã số 17E. Siro này thì bà con mình về uống bonsai được rồi ha. Tàn chi thì em để yên nguyên vậy nha, về bà con mình uống theo ý thích của mình ha. 23 là tổng chiều cao của cái phôi nha. Siro này có cái trái chín nấu nước uống có chất dinh dưỡng cũng khá cao nha cô chú anh chị. Đó này do em cũng không có tài nghề cho nên em cũng không có uống được cho cô chú anh chị mình ha. Chỗ này em đo là 26, dưới phần đế là 39. 17E không bao gồm chậu, khi gửi hàng đi có giá là 1.000.000 đồng tận nơi. Nhánh này bà con mình về vô dây uống thành cây bonsai ha, rất là đẹp. Mã số 18E. Rồi cây này có giá là 900 ha. Chiều cao của phôi là 30. Nuôi được một phôi siro này cũng khá là già. Cây đế cực lớn ha cô chú anh chị. Cây này đã từng có trái nhiều lắm rồi đó. Chỗ này em đo là 22. Tổng đế này là 38. Cái này em cũng không bao gồm chậu nha. Bà con mình về sang chậu giúp em ha. Sang thì sang chậu lớn lớn cho cây nó mau phát triển nha cô chú anh chị. 18E 900.000 đồng tận nơi. 19E có được một cây thần kỳ nha. Và giá giao lưu là 400.000 đồng nha cô chú anh chị. Cao là 36. Đó, thần kỳ này uống thân uống đế nha. Đang ra lọc non khá là nhiều nha. Lá đỏ đỏ này là lá non nha cô chú anh chị. Tổng tán em đo là 34. Còn cái thân này khoảng ngón tay cái em ha. Đó, bonsai mini thần kỳ, trái làm thay đổi vị giác ha. Giá 400.000 đồng bao trọn bộ phí ship tận nơi nha. Rồi, cây cần thân mã số 20 ha, giá 500. Cần cù thăng tiến nha cô chú anh chị. 43 là tổng tán nha. Cần thăng này bà con mình có thể ghép với cam Mỹ hoặc là chanh Mỹ, hạnh Mỹ rồi ha. Tại vì bản thân cây này không hoa, không trái nha. Chiều cao là 23. Được cái bù lại là đế nó khá quái ha. Em đo chỗ này thôi nha, 25. Bó bầu đi thì 500.000 đồng tận nơi. Đó, cần thăng bonsai 20E 500. Số điện thoại của em là 0939700449. Bà con nào coi clip thấy giá cả hợp lý nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ ha. Mà số 21E thì những clip nào em cũng có về dài phôi bằng lăng để giao lưu với tất cả bà con mình trên toàn quốc ha. Những cái dòng mà phôi dáng quái nha cô chú anh chị ngã. Rồi em đo chiều cao cây này nha. Chiều cao cây này là 64. Hàng miền rừng núi nên sẽ có những cái vết lũa do tự nhiên nha cô chú anh chị. Ngang ở trên là 59 ha. Tổng bệ dưới là 80. Lũa cứng sành hết rồi nha cô chú anh chị. Chồi non mọc ra khá nhiều rồi. Đó, mấy cái chồi này em bó dạng phôi nha. Có thể bị dập ha cô chú anh chị. Thì về làm lại chồi mới rất nhanh nha. Dạ. Dạ cứng sành hết trơn rồi. Đây là những cục đá nhỏ miền rừng núi khai thác cho nên tất nhiên là nó sẽ có ôm đá nha cô chú anh chị. Và cây này em giao lưu với bà con mình giá 2.900.000 đồng tận nơi. Bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ ha, rất là nặng nha cô chú anh chị. Hàng đó thì em bao sống cho bà con mình một tháng nha, đối với cây phôi ha. Rồi, cây mã số 22. Mã số E nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của phôi bằng lăng rừng này là 70. Hàng này là hàng khai thác nha. Những cái chồi nào không cần thiết cứ cắt bỏ bình thường cho dáng nó phô lên nha. 50 55.
là tổng cái bệ trên, còn bệ dưới là 65. Hàng bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ ha. Rồi xe nửa vòng. Nửa vòng qua đây. Chút nữa. Giá cả thì tụi em đã bao phí ship, mặc dù cây rất là nặng nha, phí ship cũng khá là cao ha. Rồi, cái này em bao gồm phí cho bà con mình tận nơi 2 triệu 700 ngàn đồng, bao trọn bộ phí ship. Bà con nào lấy từ 2 cây trở lên thì bên em sẽ có giá giảm lại cho cô chú anh chị mình ha. Và tất cả đều bao phí ship và bao cho bà con mình kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận ha. Cây này 1 triệu đồng tận nơi. Cây này chiều cao là 40. Mã số 23E. Nè, chồi non ra khá là nhiều. Những cái nhánh ở phần này thì bà con mình gỡ bỏ nè, dáng nó phô lên đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đó. Bệ ngang nha. Bệ ngang là 45. Thì những cái mặt hàng này bà con mình có thể ghép với tường vi hoặc là bằng lăng thái ha. Cây nó sẽ giá trị lên và cho ra nhiều hoa hơn. Mặt trước mặt sau nào cũng dáng cũng khá là quái ha. Bà con về có thể tạo lũa thêm. Rồi, 1 triệu đồng giao lưu toàn quốc ha. Mã số 23E 24E. Cây này mình chăm đủ sức thời gian sau này thì nó sẽ cho hoa nha cô chú anh chị. Một mùa hoa nở chính của nó là mùa hè ha. 50 là tổng chiều cao của cây bằng lăng rừng hoa tím lá nhỏ, hàng khai thác ha. Bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 1 tháng nha. Trong vòng 1 tháng đó bà con mình có thể gọi lại, nếu cây suy yếu thì bên em sẽ có hướng giải quyết cho mình ha. Đây, tổng như trên đây em đo là 58. Tổng tán ngang ở dưới là 60. Cái bệ đó bà con mình có thể ước lượng về mua chậu nha. Hoa của nó màu tím ha, trảng nắng thì sẽ cho màu tím đậm hơn nha cô chú anh chị. Hoa cũng rất là xiên ha. Cái này. Yeah. 24E. Ship tận nơi toàn quốc 1 triệu 800 ngàn đồng, hỗ trợ phí ship luôn nha. Xa gần em đều ship được cho cô chú anh chị mình ha. Mã số 25E. Cây bằng lăng cuối clip của em ngày hôm nay. Chim ở sau cái. Cho nó đứng lên. Cao là 66 nha. Rồi nhẹ thôi để nó cắm đậu. Bà con mình ghép tường vi, ghép trực tiếp lên thân hoặc là ghép với nhánh cũng được nha cô chú anh chị. Rồi, tổng ngang ở trên đây là 45. Đó, còn bệ ngang nha, bệ ngang ở dưới là 55. Cây miền đường núi ha, dáng rất là quái nha. Và hàng này, đúng rồi, hàng này em giao lưu trên 2 năm rồi, cho nên bà con mình an tâm nha. Ít chết bậy ha. Dạ, ít chết bậy. Có cái gì thì bà con mình liên hệ Zalo em. Em trực tiếp thương lượng với cô chú anh chị mình và thỏa thuận theo như yêu cầu bà con ha. Và những cái thẹo tự nhiên đó cũng tạo nên cái nét độc đáo của nó nghe cô chú anh chị. Rồi, cây này giá giao lưu với bà con mình toàn quốc 1 triệu 600 ngàn đồng tận nơi. Cây 25, một tác phẩm bằng lăng rừng cuối clip. Thì nhân đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả bà con mình trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào tạm biệt.